Hello cả nhà, đến với Lời Kêu Tâm Việt. Thì ngày hôm nay Tâm Việt bên mình sẽ review cho anh chị một mẫu micro đa năng nha cả nhà. Và nó có model là SH108. Rồi, mẫu video này thì nó dành cho những anh chị mà bị mắc micro gốc của loa đó chẳng hạn, hoặc là anh chị muốn xài thêm micro để anh chị có thể hát nhiều người hơn nha. Rồi, bây giờ em sẽ show phụ kiện và tất cả những thứ mà micro đa năng này có cho anh chị thấy nha. Rồi, đây anh chị, em mở ngay luôn. Rồi, micro này bao gồm có hai cái micro đa năng, như mọi người thấy đây. Đây, đó, nó có chỉnh cái echo, treble, bass và âm lượng của micro nè cả nhà. Rồi, một vỉ pin, một cái dây cắt cáp sạc để cho cái đầu jack 385 này sạc nè cả nhà. Rồi, pin, hai cái vòng chống lăng và một cái hộp mic cực kỳ đẹp và xịn sò cả nhà, bảo vệ chống sốc rất là tốt. Rồi, trước khi tới test cái phần mà những cái nút trên micro thì em sẽ chỉ cho anh chị cách kết nối micro đa năng này như thế nào nhé. Đầu tiên là anh chị thấy cái sắt kết nối 6.5 này. Rồi, anh chị bật nó lên nha. Lúc này đã kết nối pin rồi này cả nhà. Trong đây là có một cục pin sạc này. Đấy. Rồi, anh chị bấm nút on lên, mở nó lên. Sau đó anh chị cắm vô một cái jack 6.5 này là có trên lo kéo nó có chữ mic này cả nhà, cái đầu mic á. Jack kết nối mic rồi anh chị cắm vào. Lúc này là loa chưa mở nha cả nhà. Rồi, bây giờ anh chị mở loa lên. Đấy. Và anh chị nên nhớ là cái âm lượng của micro loa nó phải mở lớn lên chút xíu nha cả nhà. Nếu mà để ngỗ số 0 như vậy á là nó không có ra tiếng nha. Rồi. Tiếp theo nữa là anh chị gắn pin vô cái micro này. Đấy, em đã gắn sẵn rồi. Và anh chị mở nút nguồn ra nha. Rồi, mở lên. Rồi, giờ là nó kết nối rồi cả nhà. Trên này nó có mấy nút như là tăng giảm echo, treble và bass nha cả nhà. Và có âm lượng nữa. Bây giờ em để echo là 0 nè. Bây giờ sẽ chỉnh lên 5 nha. Alo 1 2 3. Ấy, thấy nó vang không? Giờ em để về 0. Rồi, 1 2 3 4 5 là nó không có echo luôn cả nhà. Bây giờ em để treble tới cái phần treble nha cả nhà. Âm treble. 1 2 2. Rồi, bây giờ em tăng treble lên nha cả nhà. Tăng tép lên tới âm lượng 12. Rồi, tép bây giờ nó nhiều hơn rồi đó, tiếng tép không luôn. Rồi bây giờ em sẽ test độ xa của micro này như thế nào cả nhà. Giờ sẽ hát một đoạn rất là ok để test độ xa của nó. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, sau khi trải nghiệm cái micro đa năng SH108 này thì em sẽ có những ý kiến như sau này cả nhà. Thứ nhất thì phạm vi kết nối của micro này rất là xa luôn, hơn 50m luôn này cả nhà. Nhưng mà nếu mà anh chị xa hơn chút xíu nữa khoảng 70-80m thì nó vẫn kết nối được, nhưng mà chất lượng âm thanh sẽ bị giảm xuống đôi chút nha cả nhà. Rồi, mọi người thấy cảm thấy cái cặp micro đa năng này như thế nào? Nếu mà anh chị có nhu cầu thì có thể bình luận bên phía bên dưới video nhé. Cặp micro này bên Tâm Việt bên mình đang bán với giá là 1.400.000 nha cả nhà. Rồi, video tới đây kết thúc. Bye bye cả nhà.